Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh góc phương Kenya nha. Đây là hai bé thỏ Himalaya. Nay sinh được cũng 10 ngày rồi đó mọi người ạ. À. Hai bé rất rất là khỏe mạnh và phát triển rất là tốt ha mọi người ha. Mọi người biết đó dòng thỏ Himalaya này là dòng thỏ mà Phương là người đầu tiên nhân giống tại Việt Nam và Phương là người đầu tiên sở hữu tại Việt Nam. Dòng thỏ có cái đặc điểm nhận dạng như mắt đen này, áo à, quanh mắt đỏ nè, à, mũi đen, tai đen, chân đen, đuôi đen. Đây những bé như thế này á Là những bé gen rất là mạnh nha mọi người Nếu mà các bé mà gen yếu á Thì 10 ngày chưa lên cái mũi đâu mọi người ạ à. Có thể 10 ngày nó lên đuôi nè Lên chân nè Nhưng mà cái mũi thì chưa lên Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và hỗ trợ và ủng hộ Phương Và Phương cũng đang dần dần hoàn thiện cái dòng thỏ này Để cho nó hoàn chỉnh hơn để mọi người đón nhận Để mọi người ủng hộ nhiều hơn Phương luôn luôn cảm ơn và cảm kích tất cả mọi người luôn luôn tin tưởng và ủng hộ phương trong thời gian qua trong chặng đường đi của phương mặc dù có nhiều khó khăn nhưng mọi người luôn luôn tin tưởng và ủng hộ phương để phương điều... vì điều đó mà phương có rất là nhiều động lực mọi người ạ và mong sau này cũng vậy mọi người sẽ tin tưởng và ủng hộ phương nhiều hơn để phương có động lực cho ra nhiều sản phẩm đẹp hơn để cho không phụ lòng mọi người nha bye bye xin chào tất cả mọi người chào chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha